Xin chào các bạn đã quay lại với vlog kỳ này của Manny. Đã rất lâu rồi thì mình không có làm vlog, là một khoảng thời gian mình rất là bận với công việc tại công ty và mình đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại mà mình sẽ tiết lộ gần nhất có thể. Và hôm nay quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì như các bạn đã biết thì Ableton vừa công bố Ableton 11. Ok, rồi các bạn chắc chắn đã xem qua một số tutorial của những trainer khác trên thế giới mà đã được sử dụng Ableton từ trước và họ chia sẻ những cái tính năng mới, thì các bạn có thể search rất là nhiều ở trên mạng hoặc là trực tiếp từ trang chủ Ableton họ cũng có nói những tính năng mới của họ là cái gì. Thì mình cũng là một trong những trainer tại Việt Nam, thì do đó là mình đã có được Ableton ưu ái cho sử dụng cái phần mềm Ableton 11 một khoảng thời gian, và mình sau khi mày mò những cái tính năng mới thì mình đã đúc kết ra được một số cái tính năng mà mình cảm thấy nó rất là hữu ích và cực kỳ hiệu quả cho cái việc làm nhạc của các bạn từ đây trở về sau. Nó không nó nhanh hơn rất là nhiều và nó thật sự cho phép chúng ta maximize được cái khả năng creativity. Thì không cần nói nhiều nữa, mình sẽ đi thẳng vào video để chia sẻ với các bạn những cái tính năng mà mình thường xuyên sử dụng nhất trong phiên bản Ableton 11 kỳ này. Yo. Ok, thì các bạn nhìn vô màn hình ở đây thì mình đã có được một cái đoạn beat cơ bản. Thì đầu tiên mình muốn nói với các bạn là cái khả năng improve về MIDI editing của Ableton 11 nó đã đạt tới cái level gọi là super complex, là các bạn có thể làm được khá là nhiều thứ. Như các bạn đã biết, MIDI thì các bạn sẽ nhập được dữ liệu bao gồm là cao độ, trường độ và velocity, đúng không? Thì bây giờ Ableton sẽ cho phép các bạn nhập random velocity. Random velocity là sao? Để mình ví dụ cho các bạn thấy, hiện tại ở trên màn hình mình đây là một cái MIDI clip của hi-hat. Thì như bình thường thì mình sẽ chọn pencil tool và mình sẽ kéo một loạt. Mình sẽ kéo một loạt những cái note có độ chia là 16 1. Và bây giờ mình play thì các bạn sẽ nghe ha. Đúng không? Thì các bạn nghe nó rất là thô và nó có một sự nó không có mượt mà, nó không có movement trong đây. Nhưng mà bây giờ nó sẽ cho chúng ta chọn cái khoảng cách velocity random, giống như các bạn sử dụng cái MIDI effect để random velocity, thì ở đây nó cho phép các bạn random velocity cho từng note ở trong đây. Ở đây thì mình sẽ chọn hết tất cả các note ha, và mình sẽ bấm command và mình dời chuột xuống cái velocity và mình kéo xuống, thì các bạn thấy nó sẽ có một cái thanh nhỏ nó chạy ra ở phía dưới và nó đưa cho chúng ta một cái range velocity. Thì bây giờ cái tín hiệu hi-hat của chúng ta nó sẽ randomly nó nhảy trong cái khoảng velocity đã được chọn, thì các bạn sẽ được cái tín hiệu như thế này. Các bạn có để ý không? Là hi-hat của chúng ta bây giờ nó không phải là một tiếng thô kệch đi từ đầu tới cuối nữa, mà nó sẽ có movement hơn, đúng không? Đây là tính năng rất là hữu ích giúp cho các bạn mà muốn làm kiểu kiểu humanity, humanize hi-hat hay là tất cả các nhạc cụ đều nó có cảm giác tính người ở trong đó nhiều hơn. Và cái tính năng thứ hai nữa mà mình thấy nó khá là fun và thú vị, mà ngày xưa mình phải set up khoảng 15-20 phút để mình có được một cái probability, có nghĩa là cái sự random của cái nốt nhạc đó, khi cái nốt đó nó được chơi hay là không chơi, có bao nhiêu phần trăm nó được chơi khi mà cái thanh meter nó chạy ngang qua đó. Thì các bạn nhìn phía dưới màn hình ở đây thì chúng ta có cái phần tắt và mở cái probability, thì ở đây nó sẽ hiển thị là từ 0 đến 100%. Không có nghĩa là nốt đó sẽ không có cơ hội được chơi, 100% có nghĩa là 100% cơ hội nốt đó được chơi. Thì bây giờ mình chỉnh qua Pencil Tool và mình tiếp tục, mình chọn cái probability này lên xuống theo thứ tự như thế này, và sau đó mình bấm play, thì những tùy theo cái probability của từng note nào mà trên Ableton sẽ quyết định cái note nào được có cơ hội được chơi hay là không được chơi trong đoạn nhạc này. Bây giờ chúng ta cùng nghe ha. Các bạn có để ý không? Là bây giờ là có những nốt nó được chơi và có những nốt nó không chơi, mặc dù cái meter nó đã chạy qua cái nốt đó. Đó là chức năng probability. Thì
Ableton bây giờ nó còn cho phép chúng ta là randomize velocity và randomize probability. Có nghĩa là khi các bạn click vào randomize velocity hoặc là randomize velocity thì tất cả mọi thứ sẽ chuyển qua chế độ random. Có nghĩa là các bạn muốn click bao nhiêu lần cũng được và nó sẽ ra random rất là nhiều option. Và lúc đó thì các bạn bấm play thì nó sẽ tự điều khiển cái theo cái setup random có sẵn và những cái note đó nó sẽ chơi những cái velocity khác nhau và nó sẽ chơi cái probability khác nhau luôn. Đúng không? Và các bạn cảm thấy nó ok, hay, các bạn thích như vậy và các bạn muốn có nhiều option hơn để các bạn lựa chọn thì mình có một cái trick mà ứng dụng trong cái feature mới của Ableton, đó là mình tạo một track audio và mình chọn input từ cái track hi-hat này, chọn in. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thu lại cái track này ha. Play. Xíu ha. Mình sẽ thu một vài lần và sau đó các bạn sẽ thấy. Ok, mình đã thu qua một vài lần rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển input sang off và mình tắt cái track original đi. Rồi, thì bây giờ cái tính năng mới của Ableton đó chính là Take Land. Take Land là gì? Nếu mà các bạn thường xuyên thu âm thì chắc chắn các bạn đã biết Take Land trong Pro Tools hay là Cubase đúng không? Thì bây giờ ở đây nó có thêm một tính năng là Show Take Land. Chúng ta bấm vào xem nó có cái gì. Đây, đây là điều hứng thú nằm ở chỗ này. Bây giờ trong một track và các bạn có nhiều cái option, khi lúc nãy bạn thu các bạn có nhiều version và bây giờ các bạn có thể thu nó không phải là trên một audio nữa. Về bản chất nó vẫn là trên một file audio nhưng mà nó sẽ chia cho chúng ta từng cái land ở phía dưới. Và bây giờ các bạn có thể solo và nghe từng cái land này, xem nó các bạn thích cái land nào hơn. Đây, đây là một tag ha, tag thứ hai và tag thứ ba, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đã có ba cái option khác nhau. Thì bây giờ nếu mà các bạn đi qua nếu các bạn thích ở cái đoạn này ok, mình thích cái phần đầu của cái này. Bây giờ mình sẽ chọn qua tính năng cái draw mode là bấm nút B trên bàn phím ha. Thì bây giờ mỗi lần mình chọn cái đoạn nào, mình chọn một đoạn này thì mình buông ra thì cái đoạn đó sẽ được chọn và nó sẽ replay trên cái track chính của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đi qua cái track khác nữa. Ok, mình thích ở cái đoạn này, mình sẽ thay nó ở đây. Ok, và ở cái thứ ba. Ok, mình cũng thích ở chỗ này và mình chọn ở đây. Rồi, yeah, tổng quan mình đã chọn được những cái đoạn mình khá là ưng ý. Bây giờ mình sẽ chọn cái đoạn cuối ở đây nghe xem như thế nào. Ok, mình sẽ chọn cái đoạn cuối ở đây để thay cho cái phần nhịp cuối. Ok, và sau đó mình sẽ ẩn tắt lên đi. Sau đó mình sẽ chọn cái khúc đầu mình duplicate ra. Thì bây giờ chúng ta đã có được một cái random từ cái random velocity và random từ probability. Sau đó chúng ta thu lại thành những cái tag length và chúng ta chọn từng tag ở trong đó và replay với cái track chính ở trên để ra được cái final decision của chúng ta là một cái đoạn loop nó hoàn toàn khác biệt. Các bạn có thấy không? Rất là hay đúng không? Đây là cái tính năng mình thật sự khá là tâm đắc với Ableton, bởi vì mình đã mong ước có tính năng này rất là lâu. Vì ngày xưa mình sử dụng Pro Tools rồi và mình vẫn thường xuyên edit
ở trên Pro Tools, nhưng mà bây giờ Ableton có thì mình không cần phải vào Pro Tools nữa, mình sẽ làm trực tiếp trên Pro Tools luôn. Và thêm một cái tính năng cũng liên quan tới audio, đó chính là thật sự không nó liên quan tới track nhiều hơn, có thể là liên quan tới MIDI và audio luôn, đó chính là tính năng link track. Thì link nó thật sự nó là một tính năng nâng cao hơn, mình nghĩ đây là một tính năng nâng cao hơn group chứ mình không chắc nữa. Nhưng mà đó là khi các bạn chọn hai track bất kỳ và các bạn bấm chuột phải chọn tính năng link track, thì khi mà những cái track này được link với nhau thì các bạn có thể cùng solo, các bạn có thể cùng on up, thậm chí các bạn có thể cùng record nếu hai track này cùng set input. Bây giờ mình sẽ set một cái input, thì đây khi mình click record thì nó cùng mở lên cái chức năng record của Ableton. Rồi, còn một cái nữa là các bạn sẽ cùng edit hai cái track được link này cùng một lúc. Ví dụ mình chọn một đoạn ở track ở trên thì cái track ở dưới nó cũng được chọn luôn, và mình bấm delete thì nó cũng delete cái track ở dưới luôn. Thì cái tính năng này ngày xưa ở phiên bản Ableton 10 nó chưa có, nhưng mà với phiên bản này thì nó giúp cho cái việc các bạn mà edit những cái group vocal hay là cái group harmonize, hòa âm hay là hát bè, các bạn edit chung với nhau nó sẽ nhanh hơn. Nhất là những bạn mà hát rap, hát chồng, hát đè, hát asleep nhiều thì chắc chắn là các bạn sẽ thích tính năng này rất là nhiều. Đó là cơ bản về những cái tính năng mới mình hay thường dùng về audio và MIDI. Và còn một cái tính năng MIDI nữa, mình đảm bảo tính năng này sẽ giúp cho các bạn đỡ vất vả hơn trong việc viết melody. Đó là tính năng scale. Thì tính năng scale này thì nếu mà các bạn sử dụng phiên bản 10 hay là phiên bản trước đó nữa, thì khi mà các bạn nhắc tới scale thì các bạn phải nhớ những cái note, hoặc là các bạn phải ngồi tìm ra thứ tự. Nếu mà các bạn có sử dụng cái phần mềm bên thứ ba mà nó sẽ cho trực tiếp chỉnh sửa nền Ableton, thì các bạn có thể dễ dàng viết ra scale và các bạn font lại để các bạn có những note được chọn để các bạn viết. Thì bây giờ ở trên Ableton đã tích hợp luôn chúng ta scale. Và scale ở đây khi các bạn bấm scale on lên thì những cái note nào nằm ở trong scale đó nó sẽ hiển thị đúng màu sắc của cái MIDI clip đó luôn. MIDI clip màu xanh thì những cái scale mà những cái note đã được chọn trong scale sẽ hiển thị lên những cái dòng màu xanh, thì giúp cho các bạn viết melody hay là viết bất cứ một cái gì liên quan về nhạc lý sẽ không bao giờ viết sai nữa. Thì ở đây các bạn bật lên scale và chọn cái note nào là tâm chính, và sau đó là scale nào các bạn muốn. Thì trong cái bài này mình để cái scale là C major, thì các bạn thấy là những cái note nằm trong C major được highlight lên. Nếu mà các bạn chuyển qua những cái scale khác thì những cái note khác sẽ được highlight lên, giúp cho các bạn viết nó không bao giờ nó out khỏi key hết. Đây là một tính năng cực kỳ hữu dụng, hiệu quả đối với Ableton. Các bạn nên, mình phải không biết phải dùng từ gì nữa, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái việc mà học nhạc lý và là viết hòa âm của các bạn nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều. Và cái scale mà mình dùng trong cái bài nhạc này á, mình cũng vô tình mình tìm được trong cái Ableton phiên bản này, nó có một cái scale tên là Iwato. Mà sau đó mình lên Wikipedia mình search thì đây là một cái scale nó kiểu Japanese, nó kiểu khá là Nhật Bản. Các bạn sẽ nghe cái melody nó kiểu nó khá là đĩ đĩ, cảm giác nó uốn éo, nó nói chung là nó khá là đặc biệt. Mà mình cũng vô tình mình tìm được cái scale này trên Ableton mới mà thôi. Các bạn có thể trải nghiệm với những cái scale khác. Thì cái scale này á, sau khi mình viết melody thì các bạn nghe cái melody như thế này. Đúng không? Nghe nó khá là hay đúng không? Và mình cũng áp dụng nó cho bass. Mình cũng sử dụng là scale Iwato cho cái phần bass luôn. Ok. Rồi, còn một tính năng nữa, mà đây là một tính năng gọi là improvement từ cái bản phiên bản Ableton 10, Lasted Ableton 10 version. Thì trên Ableton 10 các bạn biết là các bạn có thể edit được multi clip. Thì trên Ableton 11 các bạn cũng có thể edit được multi clip luôn, nhưng mà nó sẽ tối ưu hơn. Cũng tương tự là các bạn sẽ chọn hai track như thế này. Nhưng mà việc các bạn trên cái phiên bản 10 á, thì các bạn mỗi lần các bạn chỉ edit được trên một cái MIDI clip, có nghĩa là các bạn chọn, các bạn nhìn thôi, và các bạn giờ chuột thì ở cái note này hiện lên, note kia tắt chẳng hạn.
Nhưng mà trên cái phiên bản 11 này á, cho dù các bạn thay đổi nốt nào đi chăng nữa thì những cái nốt khác nó vẫn hiển thị và các bạn có thể edit cùng một lúc nhiều MIDI clip chung với nhau cùng một lúc luôn, để tránh cái việc mà các bạn bị viết trùng nốt, bị chồng nốt, hay là các bạn bị viết mà nó bị sai khỏi cái hòa âm của cái bài nhạc của các bạn. Thì đây là một việc mà improvement khá là hứng thú và rất là hiệu quả, tối ưu cho cái việc làm nhạc của mình rất là nhiều. Ok, và mình nghĩ video tới đây nó cũng khá là dài rồi. Nó còn rất là nhiều cái tính năng và những cái device mới nữa. Thì trong video sau mình sẽ nói cho các bạn rõ hơn nữa về những cái thiết bị đó. Thì trong video này mình chỉ muốn tập trung vào những tính năng giúp mình cải thiện cái thời gian và cải thiện cái khả năng creativity của mình trong lúc làm nhạc, và để đạt được hiệu quả nhanh nhất và lẹ nhất, và thậm chí là mình không cần phải biết nhạc lý luôn, mình vẫn có thể làm được ra một cái bài, một cái scale mà mình chả bao giờ mình biết từ trước, và bây giờ mình làm ra rồi, một cái beat nó khá là sexy và rất là lôi cuốn. Mình nghĩ mình sẽ gọi quên mẹ tên này. Mình nghĩ mình sẽ gửi cái beat này cho Binzy để xem anh ấy react như thế nào. Biết đâu anh ấy sẽ ra được một đoạn rap khá là cuốn. Ok, và mình hẹn các bạn trong video lần tới, mình sẽ nói sâu hơn về những tính năng mới của Ableton 11. Và còn một thông tin nữa ở cuối video mình muốn chia sẻ với các bạn là Many, MCM và Ableton User SCMC sẽ cùng nhau tổ chức một cái buổi trải nghiệm chia sẻ về cái phiên bản Ableton 11 này vào chủ nhật tuần sau, ngày 22 tháng 11 2020. Thông tin chi tiết thì khi nào có thông tin thì mình sẽ vào cập nhật xong cái phần description của video này để các bạn có thể đăng ký, và buổi workshop này sẽ hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bạn về làm nhạc hoặc là những các bạn đang sử dụng phần mềm Ableton mà muốn có một chút xíu hands-on đầu tiên và được cái nhìn trực tiếp ở một thế giới thật với phiên bản Ableton mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn trong video lần tới. Bye bye.